Kinh văn. Đại chúng ngẩng lên xem, vừa yêu vừa sợ. Cầu Phật xót thương che chở, một lòng nghe Đức Phóng Quang Như Lai từ nơi vô kiến đỉnh tướng của Phật tuyên nói thần chú giảng giải. Đại chúng ngẩng lên xem, vừa yêu vừa sợ. Cầu Phật xót thương che chở. Tất cả các đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỳ Kheo cùng các chúng tại đại hội ngẩng lên nhìn hóa thân Như Lai xuất hiện từ đỉnh Phật. Thảy đều sợ hãi khi nhìn thấy hóa thân Phật, đồng thời họ cũng cảm thấy yêu mến Đấng Như Lai. Tình yêu đó không phải là loại tình cảm yêu đương giữa nam nữ, đấy là tình cảm yêu mến chân thật thoát khỏi mọi ham muốn. Cả hai loại tình cảm cùng hiện hữu, khiếp sợ và yêu thương, do đó mọi người mong được Phật xót thương che chở. Một lòng nghe Đức Phóng Quang Như Lai từ nơi vô kiến đỉnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Mọi người đều chú tâm, đều muốn lắng nghe Phật. Khối thịt nhỏ trên đỉnh đầu Phật gọi là vô kiến đỉnh tướng. Gọi vô kiến là vì người thường không nhìn thấy được. Mọi người nhìn thấy hào quang bách bảo và hóa thân Phật xuất hiện trên đỉnh Phật tuyên nói thần chú. Như vậy chú là nghiêm không phải do tự thân Đức Thích Ca nói ra, mà chính là hóa thân Phật tuyên thuyết từ hư không. Đối với thần chú, tức mật ngữ không ai có thể hiểu được, hoặc có thể giảng giải rõ từng âm tiết, từng câu chữ. Nhưng nếu quý vị muốn biết, tôi sẽ cố gắng giảng giải. Tuy nhiên ở đây không có thời gian, vì chúng ta đang nói về kinh Lăng Nghiêm, còn như chú, cho dù có giảng chọn một năm cũng chưa xong, thậm chí cả 3 năm, 10 năm cũng vậy, do đó tôi sẽ chỉ thuyết minh về đại ý thôi. Chú Lăng Nghiêm phân làm 5 bộ, biểu thị 5 phương, Đông Nam, Trung ương, Tây Bắc. 1. Đông phương Kim Cang Bộ, Đức Phật A Xúc là bộ chủ. 2. Nam phương Bảo Bộ, Đức Phật Bảo Sinh là bộ chủ. 3. Trung ương Phật Bộ, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là bộ chủ. 4. Tây phương Liên Hoa Bộ, Đức Phật A Di Đà là bộ chủ. 5. Bắc phương Yết Ma Bộ, Đức Phật Thành Tịu là bộ chủ. Nhân vì thế giới có 5 đại ma quân, nên có 5 phương Phật ngăn chặn trấn áp. Trong 5 bộ của chú, nhìn chung có hơn 30 pháp. Nếu giảng rộng, ắt có hơn 100 pháp. Có 5 loại pháp chính yếu sau. 1. Pháp Thành Tịu. Có nghĩa với pháp này, quý vị sẽ có được những gì tìm kiếm hoặc cầu nguyện, mong cầu điều gì đó. 2. Pháp Tăng Ích, tức là khi quý vị tụng thần chú này, chẳng những chính quý vị được nhiều lợi ích mà cả những người khác cùng được lợi. 3. Pháp Cầu Triệu, theo ý nghĩa, cầu triệu là bát giữ và lệnh gọi các loài hữu tình, ma quỷ, không có gì thoát khỏi. Quý vị có thể đưa chúng trở lại và bắt giữ, chẳng hạn có ai đó gây hại người nào và xa chạy cao bay. Nếu biết sử dụng pháp cầu triệu thì chắc chắn kẻ đó không trốn khỏi. 4. Pháp Hạng Phục. Loài quỷ cũng có pháp thuật và chú để chúng sử dụng. Khi mình tụng chú của mình thì chúng tụng chú của chúng. Nhưng nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ phá tan các loại chú của chúng. Tôi cũng đã nói qua về uy lực của chú, nó có công năng đánh đuổi và hủy diệt chú thuật của bọn ma vương gây hại. Đối với những ai chưa học cũng nên lưu ý điều đó. Nhưng tại sao khi tụng chú Lăng Nghiêm thì chú của Phạm Thiên thành vô hiệu? Đấy là vì ngũ đại tâm chú Chu Tuân Ni Ơ Cha La Mi Li Chu Pua Li Tan La Ye Ninh Chia Li. 5 đoạn trên là ngũ đại tâm chú, đấy là chú căn bản để hủy diệt các chú thuật và đánh đuổi bọn thiên ma cùng các quyến thuộc. Loại tâm chú này khi sử dụng thì mọi chú thuật của bọn ma đều vô hiệu. Với những pháp này tôi có thể đánh đổi được vài triệu tiền đô, nhưng tôi không bán. Nếu quý vị có lòng thành, tôi sẽ truyền cho quý vị hoàn toàn miễn phí. 5. Pháp Tức Tài. Tất cả mọi tai ương họa hại đều được ngăn ngừa, tránh khỏi. Chẳng hạn có ai đó rơi xuống biển, nhưng nếu người đó tụng chú Lăng Nghiêm chắc chắn sẽ tránh được tai họa, tức là rơi tõm xuống biển nhưng không chết chìm. Có thể quý vị ở trong con tàu té ra phải chìm, nhưng quý vị tụng thần chú này tàu sẽ không chìm. Hoặc có thể đi trên chiếc máy bay hỏng hóc, nhưng nếu tụng chú Lăng Nghiêm máy bay cũng sẽ hạ cánh an toàn. Tôi xin kể một câu chuyện thật khó tin. Lần đó tôi đi từ Miến Điện sang Thái Lan, đường bay lúc đó rất nguy hiểm. Nhưng suốt cuộc hành trình máy bay chẳng có dấu hiệu gì là bất ổn và chuyến đi hết sức bình yên thuận lợi. Ngay cả viên phi công cũng lấy làm lạ. Tại sao chuyến bay lại được êm xuôi như thế? Anh ta không biết trong suốt chặng đường đó đã có thiện thần Bát Bộ Thiên Long và cả chư Phật các Bồ Tát cùng hộ trì chuyến bay được an toàn thuận lợi.
Đấy là cách hành pháp trừ họa tức tai. Khi có một sự cố xảy ra, nó có thể hóa lớn thành bé và họa bé cũng dễ dàng biến mất. Thường khi sự cố xảy ra, nó sẽ có báo động nhưng không nguy hiểm nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm. Lợi ích của chú rất lớn, cho dù có bỏ ra vài năm giảng giải cũng không dứt. Ở đây tôi chỉ nói qua vài pháp và ý nghĩa của pháp ấy thôi. Ha ha ha, 问什么的说